Ok các bác nhé, ở chiếc van này thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ cài đặt cho các bác 4 chế độ và sẽ có cái điều khiển đi kèm như này. Thì chế độ đầu tiên em sẽ cài cho các bác đó chính là chế độ Echo kết hợp cả Revert này. Đây, 1, 2, 6. Đấy, chế độ thứ hai đó chính là chế độ Echo, thì các bác chỉ cần ấn số 2 cho em là nó sẽ tự chuyển chế độ Echo nhé. Lên, 1, 2, 2. Đấy, chế độ thứ ba sẽ là tính cho chế độ Revert chuyên nghiệp. Cái chế độ Revert chuyên nghiệp này thì em sẽ dành cho tất cả bác nào mà biết hát một chút, tức là các bác biết ca một chút thì các bác hát chế độ này rất hay các bác nhé. Đây, 1, 2, 6. Đấy, còn cái chế độ thứ tư này nếu như bác nào mà dùng với mục đích karaoke gia đình thì nó sẽ là chế độ nghe nhạc. Còn các bác nào làm sự kiện hay là tiệc cưới kẹo kéo thì em sẽ cài đặt cho các bác cái chế độ này là chế độ MC, được chưa? Đây, 1, 2, 6, 7. Và ngày hôm nay thì em sẽ test trên một chiếc một cái bộ mic, đó chính là mic Beyer Virus K8. Đây là một dòng sản phẩm Beyer 790 tay đuôi chuột. Và ngày hôm nay thì em có vài bộ này, em sẽ lên video tổng hợp luôn cái dòng sản phẩm mic Beyer 790 này, và cũng như là những chiếc vang số X8 với thương hiệu là Pro 6000, thì em sẽ giới thiệu cho các bác ngày hôm nay để cho mọi người tham khảo với những dòng sản phẩm phân khúc cao cấp một chút các bác nhé. Rồi đầu video các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây, các bác ủng hộ cho cửa hàng mình nút like nhé, ủng hộ cho em xin nút like nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em nhé, để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Em giới thiệu qua một cho các bác một chút là ngày hôm nay thì thông báo bác là ngày hôm nay thì cửa hàng em về được vài chiếc vang X8. Đây là dòng Pro 6000 các bác nhá, vang X8 chạy hai đường mic AB riêng biệt, phần mềm đầy đủ luôn. Em giới thiệu qua các bác, bên này thì chúng ta có mic A và mic B. Con này sử dụng hai đường mic AB riêng biệt. Chính vì thế là hai cái lỗ này sẽ là hai lỗ mic A này, và cái lỗ này sẽ là mic B này. Thì ở con vang này em sẽ cài đặt cho các bác hai chế độ mic khác nhau. Tức là chế độ mic A thì tiếng mic nó sẽ mỏng hơn, chế độ mic B thì tiếng mic nó sẽ dày hơn. Thì nếu như bác nào mà tiếng mic nhà các bác dày hay mỏng thì các bác cứ cắm vào lỗ A, xong các bác cắm lỗ B thì các bác sẽ cảm nhận lỗ nào hay hơn thì các bác sẽ để nhá, các bác sẽ cắm vào đó, được chưa? Đấy. Bên này thì chúng ta có 12 phím chỉnh cho con vang này, 12 phím chỉnh chỉnh tay full chức năng luôn các bác nhá. Và bên này là chúng ta có 3 dãy mic effect music, tức là lên xuống to nhỏ của vang nhại này, to nhỏ của mic này, to nhỏ của nhạc này. Đấy. Ngoài ra thì chiếc vang này em sẽ tặng kèm cho các bác một cái điều khiển remote đi kèm này luôn, được chưa? Để cho các bác điều khiển từ xa này. Đấy, cái dòng vang X8 mà có điều khiển từ xa như này thì các bác rất tiện lợi rồi, đúng không ạ? Ngồi xa các bác có thể được điều chỉnh được luôn. Đấy, em cho các bác xem vỉ mạch xong em báo giá luôn các bác nhá. Đây, đằng sau thì nó được thiết kế cũng khá là đẹp mắt, hai đường in vào, 6 ao. Đây, 6 ao giắc đồng này các bác nhá, 6 ao giắc đồng đẹp luôn này. Đấy. Đây là hàng bãi xịn các bác nhá. Con này chạy hai nguồn này, vỉ mạch màu xanh, chip analog của Mỹ 21375. Và quan trọng đây là dòng X8 chạy hai bo chống hú của hai đường mic này, vì tụ nhôm này, được chưa? Bốn tụ nhôm to này thì thường thường nó chỉ có ở các cái dòng vang như kiểu X8 và X12 thôi các bác nhé. Thì đây là một dòng vang X8 cực kỳ chất lượng, và đời vỉ mạch này là đời vỉ mạch hay nhất của dòng X8 luôn, nó giống kiểu BFK7 các bác nhé. Đấy, được chưa? Cài đặt đủ cho bác 4 chế độ như video đầu video em đã hướng dẫn, đã lên video cho bác báo giá luôn để cho mọi người tham khảo những cái dòng vang này ngày hôm nay nhé. Hôm nay dòng vang X8 với thương hiệu đó chính là Pro 6000 ở đây, được chưa? Li Hong Pro 6000, một thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Và chiếc vang X8 này ngày hôm nay cửa hàng em cung cấp cho các bác giá là 2.900.000 chiếc nhá. 2.900.000 chiếc, bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc. Đấy. Em sẽ miễn phí ship toàn quốc và sẽ tặng kèm dây kết nối âm ly, tặng kèm dây kết nối âm ly hoặc là dây kết nối cục đẩy cho các bác luôn, để cho các bác chơi dòng sản phẩm này, được chưa? Có dây kết nối âm ly, có dây kết nối cục đẩy đi kèm cho các bác, giá 2.900.000 một chiếc. Cài đặt đủ 4 chế độ như video em làm cho các bác luôn nhá. Đấy. Cài đặt đủ 4 chế độ như video em làm cho các bác luôn. Hàng em cam kết bao zin, bao đẹp. Em ship toàn quốc, các bác nhận hàng thanh toán cho em, được chưa? Ưu tiên cho tất cả các bác đã theo dõi cửa hàng em trong suốt thời gian vừa qua. Thì mấy hôm vừa rồi thì cũng thưa các bác rằng mấy hôm vừa rồi cửa hàng em cũng rất là bận với những công việc khác nhau. Thì hôm nay em mới tranh thủ lên video cho bác nhá, để cho bác tham khảo với mà cái dòng sản phẩm vang X8 này. Và đặc biệt là hôm nay là cũng có những chiếc những cái bộ mic Beyer Virus. Đây em sẽ đưa cho bác xem này. Đấy. Mic Beyer các bác nhá. Beyer Virus 790, BS790, mã là ở đây là K8 này. Chúng ta có 4 bộ mic K8 mặt màu đen này. Được chưa? Một bộ K Party. KP520, đây mã là KP520 màu ghi này. Đấy. Và hai bộ mặt màu vàng đó chính là Belly
Belly U3000 các bác nhá. Đây là dòng sản phẩm sản xuất của nhà máy Bayer chính hãng luôn. Hàng bãi xịn, em cam kết đây là hàng bãi xịn của Bayer xịn các bác nhá. Tay chân thì em đã thay cho bác kìa. Tay hôm nay em sẽ thay cho bác hết tất cả là vỏ da cá màu ghi đẹp chưa? Các bác nhá. Vỏ da cá màu ghi, tất cả củ mic là củ mic bãi xịn còn nguyên zin nguyên bản luôn. Lẫy pin các thứ là còn nguyên bản hết các bác nhá, lẫy pin nguyên hết luôn. Đấy, tất cả các sản phẩm cũng như là các cái phụ kiện đi kèm thì sẽ bao gồm vừa là có chống lăn này. Đấy, có chụp đít này. À, một sợi rắc 6 ly, hàng 6 ly cặp này. Đấy, 6 ly quặp chữ L này, rất tiện lợi này. Đấy, một đôi tai bắt tủ mic, các bác sẽ bắt vào tủ mic hoặc là các bác để lên trên vang, để lên trên đẩy rất là đẹp, thấy chưa? Đây. Đấy, hôm nay em sẽ test cho các bác xong trên cái bộ mic này. Đấy, em đã test trên bộ mic này rồi. Đấy, các bác xem này. Ngay từ đầu video em đã test cho bác nghe đấy. Tiếng mic nhá. Đây, 1 2 6 7. Đây các bác nhìn tiếng mic này. Đây, 1 2 sóng căng nét luôn. Riêng cái đời cao cấp như này thì các bác làm sự kiện tiệc cưới cũng thoải mái cho em luôn nhá. Tiệc cưới sự kiện các bác làm thoải mái cho em luôn. Và em báo giá luôn để cho các bác tham khảo ngày hôm nay. Những chiếc những cái bộ mic Bayer BS790 đấy các bác nhá. 790 hàng K8 này. Đấy thì các bác thích đầu thu màu vàng hay là thích màu ghi hay thích màu đen thì các bác lấy, em bán đồng giá các bác luôn. Và lưu ý giúp em là tất cả sản phẩm em sẽ không so sánh bất kỳ cửa hàng nào và bất kỳ loại sản phẩm nào nhá. Các bác cảm thấy hợp lý thì các bác ủng hộ cửa hàng em rất cảm ơn. Những bộ mic như này cửa hàng em cung cấp cho bác giá thời điểm hiện tại là 2.800.000 bộ nhá. 2.800.000 bộ sẽ đầy đủ các phụ kiện đi kèm cho bác như video ngày hôm nay luôn. Bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng các bác yên tâm sử dụng, được chưa? Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán cho em. Ưu tiên cho tất cả các bác nhé, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đây là một cái điều mà không phải cửa hàng nào cũng làm cho tất cả các bác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nào bây giờ cước rất là cao các nhá, gửi đi một bộ mic một con vang cước bây giờ rất cao. Chính vì thế cho nên bác nào thực sự yêu thích, được chưa? Ủng hộ cả anh em rất cảm ơn thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Đấy, liên hệ trực tiếp cho bên em hoặc các bác nhắn tin cho em nhé. Số điện thoại cửa hàng nhà em là 0982 83 86 5. Đấy, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em để đặt hàng những dòng sản phẩm như vang X8, mic Bayer. Đấy, và cái giá thành nó sẽ đi kèm với cái chất lượng cho tất cả các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác hết sức yên tâm. Đấy, nói chung là cũng giới thiệu để cho mọi người có thể là tham khảo, có một cái nhìn tổng quát hơn về cái dòng sản phẩm vang số X8 hàng bãi xịn Pro 6000, mã Pro 6000 này. Đấy. Và mic Bayer Wired BS790 mã K8. Cái dòng mic này nếu như trên thị trường các bác mua mới nhá thì nó dao động vào khoảng tầm 8.600.000. 8.600.000 đến 9 triệu đồng tùy cửa hàng bán. Đấy, nhưng cửa hôm nay cửa hàng em cung cấp cho bác tay thì đã thay da cá rất đẹp rồi. Củ là củ côn lụa đẹp nhá, zin bãi xịn nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, 2.800.000 bộ, 2.800.000 bộ nhá. Đấy, rẻ hơn rất nhiều. 2.800.000 bộ mic và 2.900.000 một con vang. Đấy, ok chưa? Dòng sản phẩm này các bác chơi quá tuyệt vời luôn. Rồi mọi người bỏ ra 1-2 giây các bác ủng hộ cho cửa hàng nút like nhá. Ủng hộ cho em xin nút like và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em nhá. Để đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo các bác nhá. Đây. Em sẽ thử lại tiếng mic cho các bác nhá. Sẽ thử lại tiếng mic cho các bác để cho các bác có thể tham khảo được cái dòng sản phẩm này ngày hôm nay. Đây. Điều khiển từ xa này. Đấy, các bác chơi này thì các bác chơi có điều khiển từ xa các bác yên tâm luôn. Được chưa? Đây. Tiếng mic này. Đấy, tiếng mic chế độ thứ tư này. Ấn chế độ 1 cho em. Ấn chế độ 1 mic đây. Đây. 1 2 6 7. Đây. Chế độ thứ hai dành cho bác nào mà hát gọi là không được tốt lắm thì các bác có thể hát chế độ thứ hai echo cho nó dễ hát nhá. Thì tất cả các bác ở khu vực miền Bắc thì các bác rất thích hát cái tiếng echo này, đó, hát nó nhẹ nhàng. Đấy, giống âm ly. Lên 1 2 6 7. Đấy, còn các bác ở trong khu vực miền Nam các bác hát ca cổ hay là các bác hát chuyên nghiệp một tí, các bác ấn số 3 cho em thì các bác sẽ được một tiếng rất là xa. Lên 1 2 6. Chế độ thứ tư là chế độ nghe nhạc hoặc là chế độ làm MC, được chưa? Để các bác làm tiệc cưới con này cực kỳ tuyệt vời luôn. Lên 1 2 6 7 lên. Quá tuyệt vời luôn. Rồi các bác nhá. Tay mic các thứ làm màn hình là hiện Bayer Wired chính hãng luôn nhá. Em cam kết cho bác như vậy nhá. Đấy. Thì tất cả bác nếu như các bác có nhu cầu về sản phẩm vang số X8 Nihon
của Pro 6000 thì với giá là 2.900.000. Các bạn hãy nhanh tay nhá, liên hệ cho bên em. Số điện thoại 0982838695. Còn tất cả bác đặt mic Beyer 2.800.000 các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em, số điện thoại 0982838695. Hôm nay là hai dòng sản phẩm này em sẽ lên video các bác để các bác tham khảo. Được chưa? Tất cả mặt hàng mic cũng như là vang ngày hôm nay lên cho các bác thì sẽ bảo hành cho bác trong vòng 6 tháng. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán cho em thoải mái nhá. Vang X8 giá 2.900.000 tặng kèm dây giác phụ kiện kết nối cũng như là tặng kèm cho bác điều khiển remote luôn nhá. Và bộ mic này đầy đủ phụ kiện như video em đã lên cho các bác là 2.800.000 các bác nhá. Rồi xin chào và hẹn các bác trong video sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ là ủng hộ cho em nút like nhá. Và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em nhá. Xin chào và hẹn các bác nhá.